Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người nha. Trong bài video chia sẻ ngày hôm nay ha. Mình xin hướng dẫn mọi người cách xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp ha. Rồi, sử dụng ảo hóa với nền tảng là Hyper-V ha, được tích hợp trong Windows Server 2019. Thì nói về ảo hóa thì có hai trường phái ha. Một cái là trả phí và một cái là miễn phí. Miễn phí là open source á, mở nguồn mở á. Thì về cái phía mà có phí á thì có ba hãng lớn ha. VMware với bộ sản phẩm là VMware vSphere ha. Thứ hai là Hyper-V Server ha của hãng Microsoft. Và thứ ba là Sen Server của hãng Seechip ha. Và trường phái thứ hai là của mã nguồn mở ha, open source. Thì mình không có đề cập đến open source ở đây ha, mình chỉ sử dụng những cái phần mềm có phí thôi. Thì trong loạt video này á, mình sẽ hướng dẫn mọi người về phần mềm ảo hóa của Microsoft ha. Đó là Hyper-V Server được tích hợp sẵn trong Windows Server 2019. Rồi, trước tiên chúng ta xem cấu hình máy chúng ta có chạy đủ không ha. Thì nói chung là RAM thì càng cao càng tốt nha. Rồi, thì ở đây là chúng ta có CPU Xeon ha, RAM 32 GB. Windows Server 2019 ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành setup Hyper-V Server ha. Rồi chúng ta chọn Server Manager ha. Chúng ta chọn Add-on và Feature. Rồi, Before you begin. Next ha. Rồi chúng ta chọn Role Based ha. Or feature by intern ha. Chọn net. Rồi, ở đây chúng ta thấy được cái server chúng ta ha. Tên là Việt Lao 01, IP là 192.168.254.1.7 ha. Microsoft Windows Server 2019 Data Center. Rồi chúng ta chọn server này ha, chúng ta next. Rồi chúng ta chọn được cái role là Hyper-V ha. Ok. Hỏi chúng ta cái yêu cầu chúng ta cài một số feature ha, chúng ta chọn add feature luôn. Rồi chúng ta chọn next ha. Rồi để mặc định ha, chọn next. Rồi tiếp tục chọn next. Rồi phần này nó hỏi chúng ta có tạo cặp màn ảo không ha. Rồi cái này một chút vô bên trong á, mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết ha. Là chúng ta không chọn ha, chúng ta chọn next. Rồi chúng ta tiếp tục chọn next luôn. Rồi ở đây là cái đường dẫn mặc định ha, để mà lưu máy ảo nè, VM á và ổ cứng ảo ha. Rồi như này chúng ta có thể chỉnh sửa sau, chúng ta có thể thay đổi được. Rồi chúng ta để mặc định đi, tiếp tục chọn next. Rồi chúng ta chọn Intel ha. Rồi chúng ta chờ một tí.
Rồi nó kêu chúng ta phải khởi động lại server ha. Rồi chúng ta chọn start. Restart ha. Rồi, sau khi khởi động máy lại ha, chúng ta log on là administrator ha. Rồi, như vậy là máy đã cài xong cái ROM Hyper-V server cho chúng ta rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy Hyper-V lên ha. Admin Tool Hyper-V Manager. Rồi, hiện tại chúng ta chưa có gì hết ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây dựng mạng ảo ha, hay gọi là switch ảo đó. Rồi chúng ta phải chuột chọn là Virtual Switch Manager ha. Ok. Đây chúng ta sẽ tạo một cái switch ảo. Ở đây thì có 3 tùy chọn: External, Internal và Private. External có nghĩa là các máy ảo á sẽ giao tiếp trực tiếp với hệ thống mạng vật lý ha. Còn cái internal, internal là chúng ta chỉ dùng trong làm lab thôi ha. Có nghĩa là máy ảo sẽ giao tiếp trực tiếp được với máy thật. Còn private là chỉ có máy ảo giao tiếp được với máy ảo thôi, không giao tiếp được với máy thật. Rồi mình xin nhắc lại ha. Ở đây chúng ta phải làm rõ hai khái niệm ha. Máy thật thì chúng ta sẽ có cái khái niệm là host. Máy ảo thì chúng ta gọi là VM ha. Rồi mình sẽ nhắc lại cái chỗ tạo switch này nè. Nếu chúng ta chọn external á, có nghĩa là VM giao tiếp trực tiếp với hệ thống mạng vật lý. Hệ thống mạng vật lý chúng ta đang sử dụng như thế nào thì là các VM giao tiếp trực tiếp. Giống như là các VM sẽ gắn cái bọt mạng vô cái switch luôn đó. Thì chúng ta sẽ chọn external. Trên thực tế là chúng ta chỉ xài external thôi ha. Rồi cái internal là các VM giao tiếp được với các host. Cái này sử dụng trong làm lab. Và private thì là chỉ có VM giao tiếp được với VM thôi, không giao tiếp được với host. Cái này cũng sử dụng trong làm lab ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn external ha. Là chúng ta muốn tạo một cái máy ảo nó sẽ giao tiếp được với hệ thống mạng vật lý ha. Rồi chúng ta chọn tạo virtual switch. Rồi ở đây chúng ta đặt là mạng LAN ha. Rồi chúng ta chọn là external ha. Trong trường hợp chúng ta có nhiều cạc mạng á, nhiều cạc mạng, ví dụ như chúng ta có 3 cạc mạng gắn trên 3 switch vật lý khác nhau á, thì chúng ta sẽ chọn cạc mạng tương ứng ha. Thì ở đây mình chỉ có một cạc mạng thôi, gắn trực tiếp với lại cái switch, và cái switch giao gắn một trực tiếp với lại cái router ha, ra internet. Rồi chúng ta chọn external ha, chọn ok. Rồi chúng ta chọn yes. Rồi, ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người kiểm tra ha. Chúng ta chọn phải chuột vào network nè, chọn property. Chúng ta chọn adapter setting. Đây. Đây là cạc mạng vật lý của chúng ta ha.
Rồi, đây là các mạng LAN nè, chúng ta vừa tạo lúc nãy đó. Đó, chúng ta tạo cái này là giống như là một cái cạc mạng ảo vậy đó. Rồi từ đây khi mà chúng ta cấu hình IP á, là chúng ta cấu hình trên cái cạc ảo này ha mọi người. Đó. Còn cái cạc vật lý chúng ta bây giờ là không còn cấu hình nữa ha. Nó đóng vai trò trung gian thôi. Hyper-V nè, External Virtual Switch ha. Ok chưa? Rồi chúng ta tạo được một cái các mạng ảo ha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo máy ảo ha. Rồi chúng ta phải chọn New Virtual Machine ha. Rồi chúng ta chọn Next. Rồi chúng ta sẽ đặt tên là Windows 10 Pro 1903. Rồi chúng ta lưu ở đâu ha? Rồi ở đây mình chọn đường dẫn, mình chọn ổ lab đi, mình sẽ lưu tại OE. Rồi. Next. Ở đây chúng ta có hai tùy chọn ha, gọi là máy VM là Gen 1 hay là Gen 2 ha. Thì Gen 2 thì chúng ta hỗ trợ BIOS dạng UEFI ha. Hay còn gọi là firmware đó. Chỉ hỗ trợ là 64 bit thôi. Rồi, ở đây chúng ta nhưng mà đơn giản thì chúng ta sử dụng Gen 1 thôi. Rồi, chúng ta chọn Next. Rồi, ở đây chúng ta sẽ định nghĩa RAM cho nó ha. Chúng ta chọn 4 GB đi. Rồi, chúng ta chọn Next. Đó. Lúc này là chúng ta sẽ chọn cái cạc mạng mà để cho cái máy ảo chúng ta đó. Đó. Khi nãy chúng ta đã tạo cái cạc LAN là giao tiếp trực tiếp với hệ thống mạng vật lý. Đó, khi chúng ta chọn cái cạc LAN này á thì là cái máy ảo chúng ta sẽ được cái router cấp địa chỉ IP luôn ha, coi như là giao tiếp trực tiếp với hệ thống mạng vật lý. Rồi chúng ta chọn Net. Ở đây chúng ta có 3 tùy chọn ha. Tạo đĩa cứng ảo. Mặc định là nó sẽ tạo cho chúng ta là 127 GB. Thứ hai là sử dụng một cái ổ đĩa cứng ảo đã có sẵn ha. Thứ ba là gắn ổ đĩa cứng ảo sau. Ở đây mình chọn tạo ha, tại vì máy mình máy mới. Rồi, chọn tạo luôn. Rồi, ở đây nó hỏi chúng ta là cài đặt hệ điều hành ha. Chúng ta có thể bỏ đĩa CD vô cài nè. Hoặc là một cái file ISO ha. Đây chúng ta có thể chọn một cái boot image là cấp lớp BDIS đó, ỉ mềm á. Cái thứ ba là chúng ta sẽ cài đặt hệ điều hành từ mạng ha. Ở đây chúng ta có file ISO rồi. Rồi chúng ta chọn file ISO ha. ISO. Rồi ở đây mình có file ISO là Windows 10 64 bit 903 ha. Rồi, file ISO, chúng ta chọn Next ha. Rồi, Finish. Rồi, giờ chúng ta đã tạo xong một máy ảo ha, VM. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Windows 10 cho cái VM này nha. Rồi chúng ta double click vào máy. Rồi chúng ta chọn Start ha. Rồi. Rồi khúc này chúng ta sẽ tiến hành cài Windows như bình thường ha mọi người.
À, chúng ta chúng tôi cũng chọn nét ha. Rồi, sau khi chúng ta đã cài xong Windows 10 ha. 1903. Chúng ta tiến hành log on vô ha. Đây là Windows 10 1903 ha mọi người. Rồi, mình mới vừa cài xong ha. Rồi, hôm nay là bài đầu tiên ha. Cho nên mình cũng không có hướng dẫn mọi người nhiều. À, sang bài tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn mọi người xây dựng hệ thống lab. Xây dựng hệ thống lab sử dụng hai bên nền tảng Hyper-V ha. À, và từ đó mình sẽ làm bài những bài lab về Windows MCSA 2019 và MCSE 2019 ha.